Microphone FIFA USB, XLR năng động có nút tắt cảm ứng, rắc cắm tai nghe, điều khiển I/O cho máy tính PS5/4, mic chơi game Ampler Game AM8, được cung cấp cả kết nối USB và XLR. Nếu bạn đang sử dụng đầu nối XLR, kế thừa từ dòng dõi của FIFA, âm bổng là thứ sẽ không bỏ sót nhưng cũng không quá mạnh để tấn công tai bạn một cách gay gắt. USB kết nối đáp ứng nhu cầu ghi âm hàng ngày của bạn dễ dàng hơn và cũng có thể mang theo khi đi làm. 10 chế độ RGB, Dynamic RGB Flowing, thông qua sự trồng chất tự động của ba màu cơ bản đỏ, xanh dương và xanh lục, tạo thành một màu giống như giải màu. Micro đồng FIFA Ampler Game AM8 có rắc cắm tai nghe 3.5mm, cho phép bạn nghe mọi thứ bạn đang ghi hoặc không có bất kỳ độ trễ nào để đảm bảo quá trình sáng tác diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng có thể trò chuyện với đối tác của mình mà không bị chậm trễ trong trò chơi. Nhúm âm lượng với cài đặt hoàn toàn nhân bản có thể giúp điều chỉnh âm lượng chính xác hơn và đáp ứng yêu cầu điều chỉnh mức âm lượng của bạn ở mức tối đa. Đây là sản phẩm nổi bật và xếp hạng cao trên Ali. Link mua trong mô tả hoặc bình luận video.